Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Lộc Tài. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, ai trong cuộc sống cũng mong muốn mình gặp được nhiều may mắn, tận hưởng cuộc sống bình yên bên người thân yêu. Có những người từ nhỏ đến lớn luôn gặp khó khăn, cho dù họ cố gắng cách mấy cũng không cải thiện được. Người xưa thường có câu, không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Mọi công sức bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng vào một giai đoạn nhất định. Quan trọng là chúng ta có biết cố gắng với mục tiêu mình đã đặt ra hay không. Hãy lạc quan, trân trọng cuộc sống hiện tại thì sẽ đạt được những thành quả như bản thân mình mong muốn. Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Lộc Tài và Thầy Gia Cát sẽ chia sẻ đến anh chị vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc của những gia chủ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 11 âm lịch sắp tới đây. Tuổi Giáp Dần sẽ gặp phải những chuyện gì và cần tránh mắc những sai lầm nào để cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, tích cực hơn? Kính mời quý anh chị và các bạn sẽ cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên là tổng quan tháng 11 âm lịch năm 2020. Tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2020 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11 năm 2020, tức là từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 cho tới ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Mậu Tý. Tháng Mậu Tý có thiên can là Mộc âm thổ, khắc địa chi Tý dương thủy, tức là chi khắc can, là ngày cát trung bình. Nạp âm là phích lịch hỏa, tháng thuộc hành mộc khắc hành thổ, tháng Tý lục hợp sửu, tam hợp thìn và thân thành thủy cục. Xung ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu, tuyệt tỵ. Đối với người tuổi Giáp Dần, trong tháng 11 âm lịch này sẽ cần tránh những ngày sau đây. Đầu tiên là ngày âm lịch ngày 5 tháng 11 năm 2020, tức là ngày 19 tháng 12 năm 2020 dương lịch, có nạp sát là Bình Thân. Thứ hai là ngày âm lịch ngày 17 tháng 11 năm 2020, tức là ngày 31 tháng 12 năm 2020 dương lịch, có nạp sát là Mậu Thân. Thứ ba là ngày âm lịch ngày 29 tháng 11 năm 2020, tức là ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Canh Thân. Đây là 3 ngày không được cắt lệnh khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết và không nên buông tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn kích công danh tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm theo bên mình sẽ hỗ trợ rất tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Dần trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý. Thứ nhất là ngày âm lịch ngày 20 tháng 11 năm 2020, tức là ngày 3 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyên Kim. Thứ hai là ngày âm lịch ngày 8 tháng 11 năm 2020, tức là ngày 22 tháng 12 năm 2020 dương lịch, có nạp sát là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc có liên quan tới xuất hành hay tiến hành công việc quan trọng sẽ dễ đạt được kết quả cao. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Thứ hai là tổng quan tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 11 âm lịch. Giáp Dần là người rất đạo đức và ngay thẳng,
họ có nguyên tắc sống riêng mình, luôn làm những việc tốt, có ích cho xã hội. Kỹ năng tổ chức của họ tốt và họ luôn tự tin trong mọi công việc. Năng lượng mộc kép khiến cho những người tuổi Giáp Dần luôn điềm đạm và nồng hậu. Hổ gỗ luôn chắc chắn trong mọi việc, họ sẵn sàng dành nhiều thời gian để suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động. Người sinh năm 1974 khá dân chủ, họ không bao giờ cố gắng để giành vị trí chỉ huy, thay vào đó họ cũng hiểu như đánh giá cao tầm quan trọng của quá trình hợp tác với người khác để tiến nhanh hơn. Chính vì thế, họ có rất nhiều người ủng hộ thuộc mọi tầng lớp trong xã hội. Ngoài ra thì Giáp Dần cũng là những người rất hào phóng, họ luôn sẵn sàng bảo vệ bạn bè của mình. Có thể nói, họ chính là những người bạn, người đồng hành lý tưởng nhất. Họ không nổi loạn như tuổi Dần còn lại mà luôn biết cách giải quyết các tình huống nhanh gọn và hiệu quả nhất. Xem tử vi tháng 11 năm 2020 âm lịch cho thấy đây là một tháng khá tốt để tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, trong tháng, tuổi Giáp Dần dễ đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt, bị ảnh hưởng quá nhiều bởi ý kiến chủ quan của mình. Có thể bản mệnh sẽ không nhận ra được điều ấy, sự mù quáng che mắt thậm chí còn khiến cho những chú hổ đi mãi trên con đường sai trái. Về mặt sức khỏe, người tuổi Giáp Dần cần chú ý bồi dưỡng cơ thể nhiều hơn, đặc biệt nên tìm cách để giải tỏa căng thẳng tinh thần. Nếu chính bạn không biết thoát ra khỏi những áp lực vô hình, thì có lẽ chẳng ai có thể giúp được bạn. Sao dương mộc, gặp dậu dương thổ là thất sát. Trong tháng này, gia chủ tuổi Giáp Dần nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện trở nên tốt đẹp, yên bình hơn. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Giáp Dần sẽ cần chú ý vào các ngày âm lịch là ngày 17 tháng 11 năm 2020, tức là ngày 31 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân, và ngày âm lịch là ngày 29 tháng 11 năm 2020, tức là ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến tới từ các chuyên gia phong thủy. Để giúp các gia chủ hóa giải được thị phi xui xẻo, giúp con đường công danh tài lộc thêm phần hanh thông rộng mở, quý anh chị tuổi Giáp Dần cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bình quang pháp bảo và kim bài thái tuế hộ thân để nghênh thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi, còn sử dụng bình quang pháp bảo làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ. Đây là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Thứ ba là về sự nghiệp của tuổi Giáp Dần. Bước sang tháng 11 năm 2020, mọi việc tiến triển rất thuận lợi cho gia chủ tuổi Giáp Dần. Bạn khá tự tin trong việc thực hiện mọi mục tiêu theo kế hoạch vì chúng đều đã là thế mạnh của bạn. Tháng này hoàn toàn thích hợp để bạn đầu tư vào một lĩnh vực nào đó, nhưng bạn không được quá mạo hiểm, liều lĩnh mà đầu tư mù quáng. Bạn cần phải có kế hoạch hợp lý và học hỏi từ trước. Đồng thời, để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy bình quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, trừ phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ tư là về tài lộc của tuổi Giáp Dần. Tháng 11 này, may mắn trong tài lộc có liên quan mật thiết tới sự nghiệp. Nếu bạn đầu tư thành công, sự nghiệp của bạn sẽ được phát triển rất nhiều, cùng với đó là các khoản thu lớn, bạn sẽ có một khoản tích lũy vào dịp cuối năm. Những người làm công ăn lương, tháng này thu nhập khá ổn định, tuy nhiên chi nhiều hơn thu dẫn tới hao hụt tài chính. Bạn cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể, không lãng phí, tiêu pha quá đà dẫn tới túng thiếu. Để may mắn thành công, tăng thêm tài lộc, thầy Gia Tuất khuyên các anh chị tuổi Giáp Dần hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy bình quang pháp bảo. Pháp khí được coi là vật phẩm hoàn hảo chứa đựng linh khí của đất trời, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp,
cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng chứa đựng nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu đã được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào bên trong. Thứ năm là tình cảm và gia đạo của tuổi Giáp Dần. Về phương diện tình cảm, người tuổi Giáp Dần tháng này không thật sự khởi sắc. Với những người độc thân, mặc dù trong tháng có một vài mối nhân duyên sẽ tới với bạn, nhưng tất cả đều không thành bởi do tính cách của bạn không hòa hợp được với đối phương. Bạn cẩn trọng, tỉ mỉ nhưng không nhiệt huyết, ga lăng. Tuy vậy, cũng không nên buồn chán hay có những suy nghĩ tiêu cực, chỉ là duyên chưa tới mà thôi. Với những người đã có gia đình, sẽ có xung đột, tranh cãi xảy ra liên tục. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là bình tĩnh trao đổi với người bạn đời của mình để tìm ra điểm nhất quán. Tuyệt đối không được áp đặt quan điểm bảo thủ của bạn khi xảy ra mâu thuẫn. Để kích hoạt tình duyên và cải vận đào hoa, người tuổi Giáp Dần cần mang theo bên mình vòng tay phong thủy tam giác khai vận Dần Ngọ Tuất. Vòng tay sẽ giúp chiêu mời quý nhân, hòa hợp vợ chồng, tăng cường tình cảm gia đạo. Thứ sáu là sức khỏe của tuổi Giáp Dần. Nhìn chung, đây là tháng mà tình hình sức khỏe của con giáp tuổi Giáp Dần khá ổn định. Bạn đã duy trì được lối sống lành mạnh và thấy được những cải thiện đáng kể. Vào thời điểm cuối tháng này, những gia chủ tuổi Giáp Dần nên dừng lại, nạp năng lượng cho bản thân để chuẩn bị cho cuộc đua chạy nước rút vào những tháng cuối năm. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Giáp Dần cần mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận Dần Ngọ Tuất. Vật phẩm vòng tam giác khai vận của kênh Phong thủy Lộc Tài được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ tới quý anh chị vận trình tử vi của các gia chủ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 11 năm 2020 âm lịch. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi và cũng rất cảm ơn quý anh chị trong suốt thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng kênh Phong thủy Lộc Tài. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp để giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn, để đưa quý vị và các bạn từ những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tông. Để được hỗ trợ chi tiết về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ và tên, cộng ngày tháng năm sinh và số điện thoại. Hoặc anh chị cũng có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.